Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh được Phật giáo hóa tất sẽ được lợi ích, biết như vậy rồi vui vẻ mỉm cười tâm tự tại. Bồ Tát quán thấy Bồ Tát đồng hành trong đời quá khứ, nhiễm trước việc khác, chẳng đắc được Phật pháp công đức rộng lớn, biết như vậy rồi vui vẻ mỉm cười tâm tự tại. Bồ Tát quán sát cùng nhau tụ hội trong đời quá khứ chư thiên loài người, đến nay do ở tại địa vị phàm phu không thể xả lìa cũng không nhàm mỏi, biết như vậy rồi vui vẻ mỉm cười tâm tự tại. Bấy giờ Bồ Tát được quang minh của tất cả Như Lai chiếu đến, càng thêm hân hoan vui vẻ mỉm cười tâm tự tại. Đó là 10 Phật tử Bồ Tát vì điều phục chúng sinh mà thị hiện như vậy. Phật tử, Đại Bồ Tát do 10 việc mà thị hiện đi 7 bước, những gì là 10? Đó là vì hiện sức lực của Bồ Tát mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện bố thí 7 thánh tài mà thị hiện đi 7 bước, vì viên mãn nguyện của địa thần mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện vượt 3 cõi mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện hạnh tối thắng của Bồ Tát vượt qua hạnh voi chúa, châu chúa, sư tử chúa mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện tướng bậc kim cang mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện muốn ban cho chúng sinh sức dũng mãnh mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện tu hành 7 giác bảo mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện đắc pháp không do người khác dạy mà thị hiện đi 7 bước, vì hiện nơi thế gian tối thắng không ai sánh bằng mà thị hiện đi 7 bước. Đó là 10 Phật tử Bồ Tát vì điều phục chúng sinh nên thị hiện như vậy. Phật tử, Đại Bồ Tát do 10 việc mà hiện thân đồng tử, những gì là 10? Đó là vì hiện thông đạt tất cả văn tự, toán số, họa thư, ấn tỷ, đủ thứ nghề nghiệp thế gian mà hiện thân đồng tử. Vì hiện thông đạt các thứ nghệ thuật, voi ngựa xe, bắn cung, kiếm kích, đủ thứ nghề nghiệp thế gian mà hiện thân đồng tử. Vì hiện thông đạt tất cả văn bút, đàm luận, cờ nhạc, đủ thứ những việc thế gian mà hiện thân đồng tử, vì hiện xa lìa các lỗi lầm thân lời ý nghiệp mà hiện thân đồng tử, vì hiện nhập môn thiền định trụ niết bàn khắp cùng 10 phương vô lượng thế giới mà hiện thân đồng tử, vì hiện sức lực của mình hơn hẳn tất cả chư thiên long dạ xoa cản thát bà a tu la khẩn na la ma hầu la già thích phạm hộ thế người chẳng phải người mà hiện thân đồng tử, vì hiện Bồ Tát sắc tướng oai quang hơn hẳn tất cả thích phạm hộ thế mà hiện thân đồng tử, vì khiến cho chúng sinh tham đắm dục lạc hoan hỷ pháp lạc mà hiện thân đồng tử, vì tôn trọng chánh pháp siêng cúng dường Phật khắp cùng 10 phương tất cả thế giới mà hiện thân đồng tử. Vì hiện được Phật gia bị, được pháp quang minh mà hiện thân đồng tử, đó là 10.